Ôi mát quá, thích quá. Tụi mình chơi cái gì đi? Hay chơi trốn tìm đi. Trốn tìm? Được đó. Mình cũng đồng ý. Chúng ta lấy gốc cây này làm cây tùng nha. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Ta ta thua rồi. Chạy đi. 5, 10, 15, 20. Để tôi không được ăn gian. Mở mắt đó nha. Bạn nấp vào bụi kia đi. Còn mình trèo lên cái mít. Đảm bảo tay to không thấy đâu. Không được leo cây, nguy hiểm lắm đó bụng bự. Đỡ yên tâm đi. Mình leo giỏi lắm. Không được, nguy hiểm lắm. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Đúng, bụng bự. Hai bạn ở đâu? Ôi ngon quá. Hả? Cứu mình với tay to. Đúng ơi. Chuyện gì vậy bụng bự? Cứu mình với. Đã bảo không được chịu cây mà không chịu nghe. Mình biết lỗi rồi. Cứu mình đi. Giờ sao cứu được chứ? Hay bụng bự nhảy xuống đi. Không, mình sợ lắm. Chết, ác điểu tới rồi kìa. Chạy đi. Nhưng còn bụng bự. Hai bạn đừng bỏ mình mà. Bụng bự nhảy xuống nước đi rồi leo lên. Mình không dám nhảy đâu. Mình sợ lắm. Mình nhảy lên khúc cây gì đi. Ai lại chói mình như vậy chứ? Đừng hỏi vô ích. Tại sao chứ? Ngươi đang làm gì ta vậy hả? Vì bạn sắp lại thức ăn cho ác điểu rồi. Cái gì chứ? Mình không chịu đâu. Đúng ơi, tay tôi, cứu mình với. Để ta vệ sinh cho sạch sẽ trước khi chết nha. Tránh ra, tránh ra. Ta không cần, ta không cần. Ngươi la vô ích thôi. Chết rồi, mình mạnh tay quá. Tết tên đen ở đâu đây? Hình như mình bị trúng phép thuật của ác điểu thì phải. Tên ác điểu kia, ngươi đừng hòng chiếm lấy nhà của chúng ta. Lũ chim chết tiệt. Ngươi biết sợ chưa? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta. Dám chống lại ta sao? Hả? Ngươi không sao à? Ta sẽ trả thù cho các bạn của ta. Ui da, ui da. Ngươi cũng được lắm. Vậy hãy xem tuyệt chiêu cuối của ta. Nè, chim nhỏ, ngươi không sao chứ? Không sao, để em cứu anh. Cảm ơn chim nhỏ nha. Nhanh lên, em sẽ đưa anh thoát khỏi đây trước khi tên ác điểu đó quay trở lại. May quá, may quá. Nhanh lên anh à, nếu không sẽ không kịp đâu.
các ngươi định trốn đi đâu vậy? Đi trốn ta đáng điệu chứ sao? Hả? Hết đường thế rồi anh ơi. Đốm ơi, Tê To ơi, cứu tụi mình với. Tê To ơi, Đốm ơi, cứu tụi mình với. Mình được cứu rồi. Các ngươi dám đánh lén ta. Dám ăn hiếp bạn của ta. Được thôi, vậy hãy xem ta đây. Nó khỏe thì mình không đủ sức rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi, ta đùa với các ngươi đủ rồi. Đến lượt ta đây. Như vậy nè bụng bự. Mình xin lỗi. Mai mốt mình sẽ không trèo cây nữa đâu. Thôi bạn ấy biết lỗi rồi. Đừng lại bạn ấy nữa. Chim nhỏ, em có biết điểm yếu của hắn là gì không? Hắn rất là mạnh. À, em nhớ rồi. Hắn có bộ điểm rất yếu. Là gì? Em nói đi. Hắn rất là sợ mùa mít chín. Mỗi lần nơi này có mít chín bay mù lên là hắn bị đau đầu và không còn sức mạnh nữa. Hay quá. Anh thấy dưới kia có một cây mít chín rồi. Nhưng làm sao chúng ta trở xuống kia được mà hai? Mình có một cách. Cách gì? Các bạn tránh ra để mình. Tên ác điệu kia. Ngươi muốn chết trước à? Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có tuyệt chiêu gì mà đòi đánh với ta? Ta có một chiêu khí công vô cùng lợi hại. Được, ta cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Khí công thần sầu vô địa thủ. Hắn thua rồi. Đốm, Tê To, Chim nhỏ, các bạn có sao không? Hả? Sao bạn lại lợi hại vậy? Vì lúc nãy trên cây mít, mình đang mít chín trên cây. Hèn chi khí công của bạn mùi không chịu nổi. Xe tới chưa đến. Trời rụng lông luôn mà xe còn chưa tới nữa. Chờ xíu đi, xe từ qua xa lắm chứ bộ. Chắc là sắp tối hả? Đốm, Đốm, con nhớ ra bến xe lấy đồ bà ngoại gửi lên đó nha. Dạ dạ. Ủa, mà xe số mấy vậy Đốm? Chết rồi, lúc nãy mày nói gì quên hết trơn rồi. Trời ơi, ý bạn là nãy giờ mình chờ cũng như không hả? Thì năm ngoái mình nhận đồ từ cái xe màu đỏ. Bạn có biết bến xe này biết bao nhiêu là chiếc xe màu đỏ không? Thôi chạy về nhà Đốm thiệt nhanh rồi hỏi mẹ Đốm đi. Mình ngửi thấy có mùi gì đó. Mùi làm mình điên lên gì đó. Hả? Mấy bạn biết mình đang nói về cái gì không? Sao lại cứ giả ngơ đi? Là mùi bánh tét của bà ngoại. Đúng rồi, là bánh tét ngon nhất quả đất. Chỉ cần ăn một lần là ghi luôn. Ừ.
khủng khiếp bằng bụng mượn thèm ăn hết. Bảo tàng bánh tét mà phải không? Bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ quê lên bụng của tụi mình thôi. Chuẩn luôn. Chiến đi mấy đứa. Nhâm 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 nhâm. Hay đó. Nhưng mà chưa bằng mình đâu. Coi mình nè. Mấy bạn gọi đó là bánh tét hả? Nhìn cao thủ nè. Khí công bánh tét chuẩn. Cao thủ. Không ngờ bụng bự biết chiêu này, lợi hại thiệt. Không dám. Chẳng qua về việc ăn uống thì bụng bự đây chưa từng ngán đứa nào cả. Ngon quá. Đói quá thì khổ, mà no quá cũng chẳng sướng gì đâu. Ủa, nhưng mà mẹ đứng dặn là đi lấy đồ, mà tụi mình lỡ ăn hết rồi, tính sao giờ? Hết đâu mà hết, còn một cái bánh mình chưa ăn nào. Không lẽ nói mẹ là bà ngoại gửi lên chỉ có mỗi một cái bánh thôi hả? Ta nói đúng á, bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi. Cái nào lỡ ăn rồi thì không ói được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Trời ơi, nó mà không đem đồ về là sẽ bị đánh tét đít luôn đó. Đánh tét đít. Nãy giờ bạn ăn bánh tét quá chừng còn gì nữa. À, từ nãy giờ mấy bạn cũng ăn chung á nha. Đặc biệt là bụng bự ăn nhiều nhất á. Mình không biết gì hết. Thôi, đừng có cãi nữa, mình nghĩ ra cách rồi nè. Ờ, đúng rồi Tay To, đỡ mình dậy rồi, hai đứa mình cùng chạy thiệt lẹ. Kệ đóm đi. Yeah. Định luật bánh tét không tự nhiên sinh ra. Vậy thì mình phải tự làm bánh tét thôi. Hả? Làm bánh tét? Đớp, nguyên liệu vỏ bánh đã đủ chưa? Báo cáo. Nếp dẻo, lá chuối, dừa khô, dây buộc đã sẵn sàng. Bụng bự, nguyên liệu nhân bánh thế nào rồi? Báo cáo. Đậu xanh, thịt mỡ, hành lá, hột vịt muối đã sẵn sàng. Rồi bây giờ chúng ta phải bắt đầu gói bánh thôi. Rõ. Ủa, mà gói thì sao? Cả đám có ai biết gói bánh đâu. Đừng có nhìn mình. Đó giờ mình chỉ biết ăn thôi, không có biết gói đâu. Hay là mình gói đại đi, lấy phần vỏ bánh bọc bên ngoài
phần nhân bánh nhét vô trong, gói lại rồi đem nấu lên. Đúng rồi á, làm đại đi. Nổi lửa lên mấy bạn. Vô vô. Bập bùng bập bùng bập bùng. Bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Yeah, chín rồi chín rồi. Mở nắp ra đi. Thôi sao? Chắc không sao đâu đớm. Một lát nói mình đi xe xấu quá nên bánh tét bị bể. Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Đi lấy đồ gì mà đi cả ngày hả? Người ta mang bánh tét tới tận nhà của mình rồi kìa. Thôi vô nhà đi mấy đứa, mẹ cắt bánh tét cho ăn. Hả? Đứa nào ăn hết nguyên xe bánh tét của tôi? Đúng là không nên ăn những thứ mà không phải của mình mà. Sên kìa. Hồi xưa người ta nói chậm như rùa mà, giờ mình mới biết chậm như ốc sên đó. Có khi á còn chậm hơn rùa nữa chứ. Mấy bạn vô duyên vừa thôi, không thấy ốc sên đeo cái vỏ to đùng trên lưng hả? Mình mà có đeo cái vỏ bên lớn như vậy nè cũng chỉ nhanh hơn nhiều. Đúng luôn, mập như mình còn chạy nhanh hơn nữa. Mà mình nghe nói á, nếu rắc muối vào ốc sên thì nó sẽ sủi bọt mà chết đó, thử không? Tự tin quá ha. Ủa, bây giờ đâu phải là Tết đâu mà thần tài xuất hiện. Hễ có chuyện bất bình là ta xuất hiện. Bộ ham lì xì lắm hay sao mà gặp ta là nhớ Tết? Ủa mà, ở đây đâu có chuyện gì bất bình đâu không? Ở đây có một vụ ăn hiếp vừa diễn ra. Nạn nhân là chú ốc sên nhỏ. Ôi ôi, mấy ông thần nhiều chuyện quá à. Mâm nào cũng có mặt ổng hết á. Ta có nghe nói các ngươi tự tin chạy nhanh hơn ốc sên có đúng không? Được, ta sẽ cho các ngươi thử sức. Bây giờ hai ngươi thử đua với ốc sên xem ai về đích đầu tiên sẽ được một điều ước từ ta, còn thua sẽ phải nhỏ như vậy suốt đời. Ta và tai to ở đây sẽ làm khán giả xem ba ngươi đua. À quên, còn thiếu cái vỏ nữa mới công bằng chứ. Bây giờ thì xem ai nhanh hơn ai nha. Được, đua thì đua, sợ gì? Chết rồi, hồi nãy hồ theo đốm nói chi, chứ giờ phải chạy gì trời. Bụng bự như vậy sao không chạy nổi? Các thí sinh đã chuẩn bị chưa? Xuất phát! Mình phải chạy về đích. Mình không muốn nhỏ như vậy cả đời đâu. Hai tên này ngoài trêu chọc người khác ra còn ích kỷ nữa. Hả?
vực trải thảm rồi. Thảm dày quá, băng qua luôn hay là đi đường vòng đây? Không một cách nào khác, phải băng qua luôn. Chết rồi, mày mua xe thảm gì mà dày quá vậy trời. Đây còn khó nữa, làm sao mà chạy đây? Vì không có chân nên mình luồn lách qua những sợi thảm này dễ nhăn bánh gì đó. Bye bye nha, hẹn gặp ở vạc đích. Bạn nhớ nhanh ở lúc luồn lách thôi, chứ là mày kia hả, mình sẽ vượt bạn nha mà coi. Chết rồi, ốc sên biết tận dụng lợi thế của mình là cơ thể không có xương, luồn lách dễ dàng, còn đến tự chui vào địa hình gây bất lợi cho mình rồi. Thú vị lắm, mới bắt đầu thôi mà cuộc đua đã thú vị rồi. Không ổn rồi, bị bỏ lại như vậy mình sẽ thua cuộc mất, phải tìm cách khác thôi. Kiến Đen ơi, Kiến Đen, bạn chở mình một đoạn được không? Tôi còn phải đi kiếm ăn nữa, đâu có quẩn mà đi giúp người dân. Chở giùm tôi về đích đi, chừng nào tôi bự trở lại á, tôi sẽ trả bạn một cục đường. 4 cục. 3 cục. 2 cục. Chở hết cái thảm này thôi đó. Rồi, đồng ý. 2 cục chở hết thảm, bạn trả giá còn ghê hơn mẹ mình đi chợ nữa. Thời buổi khó khăn, ai cũng phải giảm cân, ăn ít, nên đồ ăn dụng khó kiếm lắm, bạn có biết không? Sẵn sàng chưa? Mình chạy nhanh lắm á, bám cho chặt đó. Biết rồi, có tận 6 quái cẳng nên chạy nhanh lắm đúng không? Hồi đó còn lớn, thấy kiến chị chậm rì à, bây giờ nhỏ lại mới thấy kiến chị siêu nhanh luôn. Nhiệm vụ hoàn thành, nhớ 2 cục đường nữa nha. Được rồi, đón nó trở lại lần đua. Bụng bự đã trở lại đường đua, mọi người hãy xem đây. Mệt quá à, chạy gì nổi nữa mà chạy. Thần Tài ơi, con tận dụng chiếc xe đồ chơi được không ạ? Cũng được, xài được cái gì thì cứ xài đi mấy đứa, xả láng luôn. Kiểu này mình thắng chắc. Mình nói mà, bạn chạy đường trường làm sao lại mình. Cuộc đua này mình thắng chắc rồi. À, à, ui da, ở đâu có cái tủ vậy nè à. Tao mới dời ra để tăng độ khó đó. Vạch đích ở ngay sau cái tủ, còn không mau chạy đi, ở đó mà càm ràm. Sao đây ta, tủ này không chui lọt ở dưới rồi, cũng không leo qua được, vậy chỉ còn cách chạy vòng qua thôi. Leo tường cũng biết nữa hả? Sao cái gì cũng biết hết trơn trời. Trời ơi, mình đi được trên mọi địa hình luôn mà, cái tủ này có lạ gì đâu. Leo qua tủ thì sẽ nhanh hơn, nhưng phải leo xuống nữa, nếu mà chạy vòng nhanh á thì sẽ đuổi kịp. Kịp rồi, bây giờ mình leo xuống thì mình cũng đã đuổi kịp rồi. Trời, không ngờ ốc sên cũng can đảm ghê luôn á. Thấy dập đất rồi, đi lên, một xíu nữa thôi. Ôi không, văng mất cái bánh xe rồi, làm sao mà chạy. Cho cái tủ dừng lại, đừng có đè lên bạn của con.
mới được một điều ước. Con không ước gì cho bản thân mình sao? Dạ không, đáng lẽ ốc sinh đã thắng nếu lọ muối không dở ra trước vạch đích. Ồ, còn gì nữa không? Con đã nhận ra mỗi người đều có ưu điểm riêng. Ốc sơn tuy chậm chạp nhưng leo tường rất giỏi. Đớm giỏi lắm, ta thưởng thêm cho con một cái bánh kem nữa nha. Bánh kem nhỏ quá, chỉ đủ mình con ăn thôi. Phải chi á, ông biến tay to nhỏ lại để cùng ăn nữa. Ý kiến hay lắm, vậy tất cả cùng ăn bánh kem nha. Ôi là trời, cái gì mà tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem mặt hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở vậy hả? Xem hết hoạt hình này, đớm nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim hoạt hình mèo con thông minh nữa mà. Bài tập hồi chiều, ai than phiền như núi vậy ta? Mẹ yên tâm, con nghỉ tận 2 ngày lần mà. Lại để nước đến chân mới nhảy. Mẹ cứ yên tâm đi, con làm một loáng là xong ngay mà. Giờ đếm đi đá bóng, chút về xử lý mấy bạn sau nha. Mẹ ơi, con đi đá bóng chút xíu nha mẹ. Đếm, con làm bài tập xong chưa đó? Tí về con làm ngay mẹ, con đi nha. Bụng bự, rõ ràng hẹn đến đây đá bóng, mà mấy bài tập là sao vậy? Mấy bài tập này đâu có hiểu đâu. Giờ nào việc đó? Bạn không nhớ quy tắc này hả? Mấy bài này dễ lắm, mình hướng dẫn một bữa nhanh rồi chơi bóng cũng được mà đúng. Ta to chỉ đi, mình chơi bóng trước đây. Đúng có sao không? Không chơi nữa, đá bóng chán òm. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ? Có rau câu dừa trong tủ lạnh đó con. Wow, ngon quá hả? Con làm bài tập xong hết chưa? Mai đi học rồi. Lát con làm. Ừ, ăn nhanh lên phòng làm bài, xong đồ chơi gì cũng thoải mái. Mẹ xem nào, con là siêu anh hùng. Bài tập là chuyện nhỏ, một loáng là xong ngay. Siêu dân mà không làm bài tập thì cô phạt mất mặt lắm đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau câu dừa đúng là số 1. Đớm, làm bài tập đi rồi chiều ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. No quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chỉ một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đớm ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mà. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đớm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con, con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đớm, con hư quá. Không nề nếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi. Ồ, đau bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Ồ, dở trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đớm, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con đói bụng quá. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho đớm hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè. Ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ đốm làm là ngon nhất.
ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi? Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn á. Chứ bụi bụi muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. À, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho, mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi, không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốn không dám dùng dao, vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe theo lời căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá. Xém xéo là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời, đẹp quá à. Họ đâu ra vậy? Ê, đớp. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Ừ.
bụng quá. Á, à, hay quá, có dưa hấu. Mẹ ơi, mẹ cắt dưa hấu cho con ăn đi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đi đâu rồi không biết. Đói quá. Hay là mình tự cắt dưa hấu ăn thôi. À, đứt tay rồi. Mẹ ơi. Đốm ơi, Đốm. Đốm, con bị làm sao vậy? Trời ơi. Từ nay trở đi, Đốm không được tự ý dùng dao nữa nha, vì như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi. Tại con nói bụng quá nên. Đốm biết lỗi như vậy là tốt rồi. Để mẹ cắt dưa hấu cho Đốm ăn nha. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vua đầu bếp. Đúng là bụng bự mà, cái gì cũng liên quan tới ăn uống. Cái này để làm gì bụng bự? Cái đó là rau á. Còn cái này là thịt. Vậy bây giờ làm sao? Thì lấy dao cắt rau với thịt ra rồi nấu lên chứ sao. Nhưng dao ở đâu mà cắt? Đi theo mình. Không được đâu, dùng dao nguy hiểm lắm. Đúng, nhắc gàn quá. Thiệt mà, mình mới bị đứt tay hôm qua nè. Thôi, mình không chơi nữa đâu, thấy ghê quá à. Hai bạn đúng là nhát, để mình lấy cho. Hả? Nè. Nè, có gì đâu, thấy chưa? À! À! Hả? Ui da! Bụng bự, bạn có sao không? Bụng bự. Mình còn sống hả? Còn sống. Mấy con dao này thật là đáng sợ. Từ nay mình xin chừa. Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha, chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai. Ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở Đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu. Ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha Đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu. Con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời. Tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, làm mình với bạn Tay To đợi bạn hoài, đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó.
Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên. Hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Yeah yeah, thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Hay ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa Đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi. Các bạn đợi các buổi chiều, còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi. Ba mẹ biết Đốm là cậu bé ngoan, biết vâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con. Cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi Đốm à. Nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Con à. Dạ con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho Đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Đốm, sao áo của con dơ quá vậy hả? Lại dọc đất nữa phải không? Mẹ cấm không được chơi dơ nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Đốm, lên phòng học bài cho ba. Không thuộc thì ba bắt trái phạt nghe chưa? Dạ con biết rồi. Làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em, với em gái bé. Tại sao phải cứ học? Mình là con trai, không lẽ phải chơi búp bê mà không được kịch đất? Con lại không chịu học bài, chế phạt 5 lần bài này cho ba. Chán quá, kiếm trò nào vui vui chơi đi mấy bạn. Trò nào mới đây? Mình biết rồi, chơi trò con ngoan đi. Chơi như thế nào? Chia vai đóng ba mẹ. Người đóng vai con phải làm sao để ba mẹ khen ngoan. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ làm ba. Ngày mai đến tay to, ngày kia sẽ là bụng bự. Ba ơi, con làm bài xong rồi nè. Hôm nay con ở nhà rất ngoan, ăn cơm đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ. Con hư quá. Tại sao học phải để tập võ ngay ngắn như vậy? Bài chưa gì đã thuộc rồi. Ăn cơm phải ăn trễ, tắm rửa nhanh thôi, không cần phải sạch, như vậy mới ngoan. Đốm nè, tại sao như vậy mới là ngoan? Thưa ba, hôm nay con ăn rất nhiều phô mai mà ba không cho. Con chưa đánh răng, quần áo con rất là dơ ạ. Con thật ngoan, như vậy mới là con của ba. Quánh từ xì ra cái gì là cái này. Hôm nay các con có gì ngoan nào? Thưa mẹ, hôm nay con quên làm bài tập, ăn cơm bằng dĩa, uống nước lọc với vòi nữa. À, con còn quên mang sách lên trường nữa mẹ. Tại sao con lại nói cái này là sách, cái này là cái dĩa? Đây nè, cái này là cái quần, còn đây là cái xe. Mẹ ơi, hôm nay con làm bẩn cái váy rồi. Còn phải vậy lên cái nồi cơm nữa mẹ. Tại sao người lớn có bắt chúng ta phải làm theo những gì người lớn muốn vậy? Mình chỉ muốn ăn thật nhiều thôi. Còn mình hả? Thì muốn chơi thật nhiều, không muốn học bài. Tại sao có phải học nhiều như vậy chứ? Mẹ xin lỗi con vì đôi lúc ba mẹ khó chịu với con. Mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa? Từ nay ba mẹ hứa là sẽ lắng nghe con nhiều hơn. Bi bò, bi bò, tránh đường, tránh đường. Thank you.
bắt đầu phẫu thuật. Dạ, thưa bác sĩ. Quá trình lục vỏ hoàn tất. Da mỏ. Cẩn thận đó, chỉ cần rạch sai là bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ thường tập trung. Tiến hành loại bỏ khối u. Thôi chết, tiến hành cầm máu cho bệnh nhân. Chúng ta phải nhanh lên, bệnh nhân đang sắp chết vì thiếu máu. Tôi nghĩ chúng ta nên truyền dịch cho bệnh nhân. Được rồi, bệnh nhân tạm thời cầm cự được. Y tá, đọc cho tôi chỉ số huyết áp. 30/180 lần trái cây rụng. Kềm. Quá trình loại bỏ hoàn tất, tiến hành khâu vết thương. Quá trình phẫu thuật thành công. Ôi không! Ôi không! Ôi không! Cho bệnh nhân mới vào đây. Cái này chúng ta cần tích hộp. Trời! Bó này giống cơm. Ê, vừa thấy giấy kiến chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chào mừng các bạn đến với vương quốc của chúng tôi. Các bạn biết tụi mình là ai hả? Hệ thống bảo mật của chúng tôi thông báo là có đối tượng lạ đột nhập. Nơi các bạn đang đứng là thành phố Tí Nị. Hay quá! Vậy bọn mình có thể tham quan thành phố các bạn được không? Được chứ! Đây là sinh tố kẹo. Đây là súp sô-cô-la. Còn đây là khai vị kẹo bông. À, thích quá. Bao
báo động, trạng thái không an toàn. Hả? Chuyện gì vậy? Có núi lửa tuôn đá vào thành phố chúng tôi, chúng ta sẽ tiêu tùng. Trở về trạng thái ban đầu. Mình đi tìm nơi đá lửa, các bạn hãy chặn lại nha. Ừ. Tôi tôi ơi, nhanh lên, không xong rồi. Thành công rồi, thành phố được cứu rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn đã giải cứu thành phố chúng tôi. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha. Bụng bự làm trọng tài. Ừ. Xuất phát. Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ngon nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bụng bự lại gần mình đi. Khoan đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Ơ, sao có hay vậy? Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đây nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui. Nhà kính này là nơi nghiên cứu các loại thực vật mới đó mấy đứa. Wow, nhiều cái lạ quá. Có cây nào ăn được không bác? Có chứ, có cây bụng bự ăn được, mà cũng có cây ăn ngược lại bụng bự luôn. Wow, cây ăn thịt người luôn hả bác? Đúng rồi, ở nhà kính này có những khu vực nuôi trồng các loại thực vật ăn thịt. Tại sao cây không uống nước mà phải ăn thịt vậy bác? Thực vật ăn thịt là để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt như nơi đất mỏng hoặc nghèo chất dinh dưỡng.
Chúng được cho là đã tiến hóa 6 lần trong 5 đơn bộ khác nhau của thực vật có hoa. Hoa? Wow, dẫn tụi con đi xem mấy cái cây đó đi ba. Không được, đó là khu vực nguy hiểm, con nít không được vào. Thôi đừng buồn, để ba dắt mấy đứa đi uống nước dưa hấu khổng lồ nha. Nè, uống đi mấy đứa, nước ép đó. Bác cho con xin ly nữa đi. Alo, có chuyện gì? Hả? Được, tôi tới liền. Bây giờ bà có việc gấp, phải đi ngay. Mấy đứa ở khu dưa hấu này chơi nha. Ê, ba mình đi rồi kìa, qua khu ga ăn thịt chơi đi. Ủa, không phải ba đếm nói là không được vào sao? Có gì đâu mà sợ, có mấy cái cây thôi à, mấy khi được nhà kính chơi đâu. Ngồi đây uống hết trái dưa hấu rồi về nha đếm. Đi xa chứ chưa cực. Qua đó mình ăn thịt luôn cái cây ăn thịt, hấp dẫn hơn. Đi thôi, tiến lên, vô. Đúng nghĩa bụng bự. Thấy lạnh sống lưng rồi đó. Có gì đâu mà sợ, nhìn bụng bự kìa. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn ơi, My ở đâu rồi? Sẽ bị cuốn ngược lên cành cây. Hay quá ha, không chịu nữa sớm. Đáng đời. Mình mới lấy cẩm nang này ở ngoài cửa đó. Ồ, có cuốn cẩm nang này thì sợ gì nữa. Tiến lên mấy bạn. Đừng có dội mừng, khu ẩm ướt này là khu vực sinh sống của cây cỏ bơ đó. Cây đó có bơ hả? Ăn được bơ trên cây không? Ồ, cây cỏ bơ là một loại cây rất đẹp, dùng những chiếc lá của mình có chất dính để bẫy và tiêu hóa con mồi. Tay mình bị hút rồi nè. Rét quá. Tay to lên ghê, vừa nói là đốm dính luôn kìa. Cái tật tay mày không chịu bỏ, lại cái đốm ra đi. Ê ơi, tay to, coi thử cái này là cái gì vậy? Nhìn có vẻ nguy hiểm quá à. Cây gọng vó là loài cây ăn thịt phổ biến trên thế giới. Lá có nhiều lông, chứa nhiều chất lỏng có độ dính để bắt con mồi. Vậy chỉ cần mình có đụng với mấy cái lông đó được rồi. Chạy đi. Trời ơi, dính quá trời dính luôn à. Đằng kia có cái lông nước kìa. Lại đó rửa sạch đi. Hey!
còn không nghĩ cách cứu đốn, cho dù bị nhốt vào trong cũng phải tốn thời gian để tiêu hóa chứ. Ờ ha, mau cứu đốm ra trước đi, nếu không đốm bị tiêu hóa hết. Thả đốm ra, thả đốm ra. Mừng quá, chưa bị mất miếng thịt ra luôn. Đừng có mừng sớm. Trong cuốn cẩm nang này có ghi, trong khu vực này có một cây bẫy rùa đột biến to khổng lồ, có khả năng di chuyển. Chính là cái này nè. Nhưng lúc nó chưa để ý thì chuồn đi. Bụng bự đúng là bụng bự, gặp nguy hiểm là hổng ai chạy lại hết. Nhanh chạy ra cửa khu vực đi, ở đó chúng ta sẽ an toàn. Các bạn chạy đi, đừng lo cho mình. Không, mình sợ lại để chiến đấu cùng với các bạn. Bộ chết chùm vui lắm hả? Đòi ăn thịt bạn ta hả? Đừng có mơ. Mình tưởng bạn chạy trước bỏ tụi mình rồi chứ. Chết chùm đâu có vui. Đây là khu vực đầu tiên mình bị dây leo cuốn chân nè. Hay lắm bụng bự, dùng dây leo để trói cái ăn thịt khổng lồ này lại. Chết rồi, mình quên là mấy sợi dây leo, chịu lực rất yếu, chạy mau đi. Chết rồi, lại cửa này chỉ có mở một chiều từ phía ngoài thôi, tụi mình tiêu chắc rồi. Kẹp là tụi con làm mồi cho cây rồi. Dạ, lỗi tại con rủ các bạn vậy nó nguy hiểm. Mai mốt không có như vậy nữa nha mấy đứa. Dạ. Ba cấm không cho vào đây chơi, chứ đừng có cấm mày hạt giống về nhà đâu.